Thì như chúng ta đã biết ha, AHA và BHA đây là những cái dạng axit. AHA là nhóm axit có gốc OH gắn vào vị trí alpha, BHA là nhóm axit có gốc OH gắn vào vị trí beta, hay BHA nó chỉ có còn được gọi là tên của salicylic. Nghe axit salicylic thì mọi người rất là có vẻ sợ, nhưng mà nghe BHA nghe thân thuộc hơn đúng không? Đó, cho nên chính vì cái sự thân thuộc quá mức cho nên chúng ta đã xài một cách rất là bừa bãi. Thì theo bác sĩ dự đoán, theo kinh nghiệm 10 năm trong cái chuyện mà ngồi khám da liễu thẩm mỹ thôi, thì bác sĩ thấy là cứ cái gì mà theo xu hướng thì sau một thời gian nó sẽ có chuyện. Cho nên cái quan trọng là thị trường người ta đã đem đến cho chúng ta những sản phẩm tốt, thì chúng ta cứ phải chọn những cái sản phẩm mà chúng ta phải hiểu cái làn da chúng ta cần, chứ chúng ta đừng có nghe theo ai mà chúng ta xài một cách bừa bãi ha. Nhất là khi chúng ta đi tư vấn mỹ phẩm. Bây giờ thật ra là chúng ta đi tư vấn mỹ phẩm thì chúng ta phải có cái kiến thức một chút, để mà khi mà người ta tư vấn cho chúng ta xong chúng ta phải biết đúng hay sai thì chúng ta mới kết hợp xài được. Chứ không là nếu mà lỡ mà chúng ta gặp phải cái bạn mà bạn muốn bán quá, muốn bán sản phẩm quá, mà mấy bạn cứ cho chúng ta bôi phối kết hợp chung và chúng ta cứ của ra chúng ta bôi giống vậy, thì cuối cùng là làn da chúng ta nó sẽ bị tổn thương nha. Đó. Vậy thì khi chúng ta bôi AHA, BHA mà lạm dụng thì cái việc đầu tiên chúng ta sẽ bị bát nắng. Yếu tố thứ hai nữa là làn da chúng ta nó sẽ mỏng đi. Do đó những cái cơ chế bảo vệ đối với ánh nắng mặt trời hoặc là đối với những cái vi khuẩn, vi trùng thường trú ở trên da hoặc là những cái vi khuẩn lạ nó sẽ không còn đủ khả năng đảm bảo nữa. Cái thứ ba nữa đó là cái khả năng mà gọi là chống ma sát, va chạm thì da chúng ta nó cũng kém đi, và do đó là nó sẽ rất là dễ bị trầy xước ha. Ngoài ra còn một cái yếu tố nữa đó là khi mà AHA, BHA chúng ta bôi thường xuyên thì nó sẽ kích thích gây tăng sinh nội mô mạch máu, còn viết tắt là chữ là VEGF. Mà khi tăng sinh những nội mô mạch máu hoặc là như chúng ta thấy trong cái hình mà bác sĩ đưa ra đó, thì đây là cái sự tăng sinh gọi là mao mạch. Mà khi mà tăng sinh mao mạch như vậy thì chúng ta thấy là những cái làn da chúng ta rất là dễ đỏ và dễ bị ảnh hưởng bởi môi trường bên ngoài. Do đó nó sẽ lại là nguyên nhân gây ra cái nám thứ phát nhanh hơn. Và trên một cái làn da có cái nội mô mạch máu tăng sinh thì người ta thấy là cái nám gọi là nám tái phát hoặc là nám thứ phát sẽ diễn ra rất là nhanh, do cái mạch máu nuôi nó có thể nó kích thích theo cái quá trình kích thích của tăng sinh melanin. Rồi đó là những cái việc lạm dụng AHA, BHA. Do đó bác sĩ hay khuyên là cái làn da đẹp là cái làn da mà chúng ta phải biết bảo vệ nó. Chúng ta không có nên tổn thương nó bằng những cái loại axit mà trong khi cơ thể chúng ta thật sự không có cần. Có rất là nhiều cách để cho chúng ta có thể làm trẻ hóa. AHA, BHA sẽ tốt cho những bạn nào? Tốt cho những bạn ở cái vùng sâu, vùng xa. Tại sao bác sĩ nói như vậy? Tại vì rõ ràng hai cái chất này nó sẽ rất là tốt nếu như mấy bạn bôi đúng. Và khi mà ở vùng sâu, vùng xa hoặc là ở những cái vùng mà chúng ta không có điều kiện tiếp cận với những cái công nghệ hiện đại, hoặc là không có điều kiện đến những cái trung tâm da liễu uy tín, thì chỉ có nước là chúng ta bôi là gọn nhất thôi. Đó. Nhưng mà khổ một nỗi là ở vùng sâu, vùng xa mọi người lại ít bôi hơn là thành phố nha. Thành phố vì sao mà mấy bạn lại bôi nhiều? Vì truyền thông mạnh mẽ quá, Facebook chạy quảng cáo liên tục, nhãn hàng chạy quảng cáo liên tục, rồi người nọ người kia khen tới tóc, làm hoang mang dư luận, cho nên nó là làm cho mấy bạn lại đổ xô đi. Bác sĩ gặp rất là nhiều trường hợp mà vào đến Pensilia cũng hên là hỏi bác sĩ một tiếng, da rất là đẹp nhưng mà nó là em đang tính mua AHA, BHA về em bôi đó bác sĩ. Trời ơi, bác sĩ hết hồn liền đấy. Ủa da này bị gì đâu bôi? Đó, thì chúng ta phải nhớ khi chúng ta bôi một cái chất gì đó lên da, chúng ta phải biết nó tác động được tới lớp nào. Nếu như nó chỉ tác động được tới cái lớp thượng bì thôi nó sẽ không có kích thích được cái hệ tăng sinh collagen nhiều. Vậy thì chúng ta nên cân nhắc coi nhu cầu của trẻ hóa chúng ta nó nằm ở mức nào. Nhu cầu của chúng ta chỉ là làm cho cái bề mặt da chúng ta nó mượt hơn, nó căng hơn, thì ok, AHA làm được chuyện đó đó, không cần xài máy. Nhưng mà nó có sệ không? Mọi người lại hay hình dung là trẻ có nghĩa là đi kèm với không sệ, không phải nha. Trẻ là trẻ, mọi người sẽ thấy là những cái làn da bôi AHA, BHA da rất là mượt, nhưng mà nó chỉ được khúc trên thôi, còn khúc dưới á, là vẫn chảy xệ như thường ha, cũng chảy nè, hai cái cục này nó phèo xuống nè, rồi cái đường viền hàm không có, vẫn chảy xệ, vẫn có rãnh mũi má. Đó là những cái yếu tố mà mấy bạn bôi không có được kết quả. Rồi, cho dù có bôi cả chục tiếp cũng không được kết quả đâu, tại vì nó sẽ không có cơ chế tác động đến tầng trung bì, nó không có tăng sinh collagen. Nó có tăng sinh đi chăng nữa thì nó chỉ tác động một phần rất nhẹ thôi, không đủ để nó nâng đỡ bằng những cái công nghệ máy mà chúng ta áp dụng. Do đó bác sĩ hay nói là ok, BHA bôi được cho những cái nơi mà mấy bạn ít điều kiện tiếp xúc với lại công nghệ nha. Còn những bạn mà đã ở thành phố rồi, cái thẩm mỹ viện kế bên hoặc là phòng khám hoặc là bệnh viện da liễu kế bên, thì mấy bạn đi sử dụng công nghệ cho nó lẹ. Còn cái tế bào thượng bì á, là cứ đúng thời hạn, là nó có cái chu kỳ chết tế bào mà, cứ đúng thời hạn đó 21 ngày 18 đến 21 ngày là nó thay da rồi. Chúng ta bình tĩnh đi, mình đợi nó thay đi rồi xong rồi mình rửa mặt mỗi ngày nó đều thay hết. Chứ chúng ta đâu có việc gì chúng ta phải cưỡng bức nó chết rồi chúng ta lại cưỡng bức nó để mà nó hoàn thiện. Bác sĩ hay nói một vòng trái bắp là sao? Mấy bạn hay bị một cái vòng luẩn quẩn. Vòng trái bắp có nghĩa là vòng luẩn quẩn, cạp hết một hàng bắp thì nó sẽ đến cái cuối cùng, đó là một vòng trái bắp. Thì ta thấy là mục tiêu của chúng ta là chúng ta muốn cho bạn da trẻ, cái chúng ta bạc đi cái lớp sừng bằng cách là chúng ta bôi AHA, BHA nhiều vô, nhiệt tình vô, xong rồi cái lớp sừng đó nó bị cưỡng bức để nó chết, nó bị cưỡng bức để nó thay da. Thì khi nó bị cưỡng bức để nó thay da được không? Được, đối với những trường hợp nào mà chúng ta cần cái lớp sừng nó mỏng đi. Nhưng mà nếu như chúng ta cưỡng bức một cách không hợp lý thì cái tế bào da mới nó trở thành tế bào non, có nghĩa là nó bị cưỡng bức để trưởng thành đó. Thì khi nó non giống như vậy thì nó không có đảm bảo đủ cái chức năng sinh lý của nó để chống chọi với môi trường bên ngoài, do nó yếu là chuyện hiển nhiên đó. Do đó đó là sau khi nó yếu xong, mấy bạn thấy là ôi thôi rồi bây giờ mình lột nó lớp da nó ra rồi, bây giờ nó yếu rồi, rồi mọi người lại khuyên là bôi AHA, BHA là nhớ dưỡng ẩm vô nha, rồi tắp một đống thứ dưỡng ẩm vô trong mặt. Mục tiêu là gì? Chờ đợi nuôi dưỡng cái lớp mới cho nó dày lên, rồi chờ đợi lớp mới nó dày lên rồi làm gì tiếp? Trời, đắp một đống thứ vô rồi lỗ chân lông nó nở ra nữa rồi kìa, rồi nhờn nữa. Vậy thì động tác tiếp theo là gì? Lột tiếp đi đó. Cứ như vậy mà một vòng trái bắp hoài không xong, cả là một vòng là chúng hồi đi hết trái bắp luôn đó nha. Đó là lý do vì sao mấy bạn cứ bị luẩn quẩn. Mà nếu mà mấy bạn đứng lùi lại một chút, mấy bạn hình dung coi da chúng ta cần cái gì và chúng ta sẽ chăm sóc cái làn da đó ra làm sao. Và chúng ta hình dung nha, là cái đơn vị mà người ta đang truyền thông cho chúng ta đó, là đơn vị đó người ta đang truyền thông chung ha, chứ chúng ta sẽ không có phải là truyền thông chung như vậy. Chúng ta phải biết lụm lặt những cái ý nào nó tốt cho làn da chúng ta, chứ không phải là nói là AHA tốt không. Bác sĩ cũng sẽ nói tốt, hỏi BHA tốt không cũng sẽ nói tốt, nhưng da nào thì cần AHA, da nào cần BHA, xem livestream từ đầu tới cuối là sẽ biết cách sử dụng liền.